Bà làm cái gì vậy hả? Từ đây về sau là đừng có đụng vô tôi với bạn tôi nữa. Đây chỉ là lời cảnh cáo. Tụi bay muốn gì? Hạ mày. Cẩn thận. Thích thì chơi liền bây giờ. Tao sợ mày hả? Thích thì tao chịu. Lục Anh trước đây của tôi đâu? Em muốn đi học thì đi, còn không thì thôi, không ai quản được. Đi ra đây với tôi. Tôi xin lỗi. Ây, ui. Coi em mà coi. Đi vô rồi.